Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại nhá. Ok, các em ạ, thì đáng ra là khi mà kết thúc cái tập 2 ấy là tôi đã đang phải đứng ở cái chỗ này cơ anh em ạ. Nhưng mà cái hôm trước, cái lúc mà tôi quay tập 2 các em ạ, thì là cái đoạn cuối, cái đoạn mà tôi đi cái hầm mỏ ấy là nó bị lỗi tận 16 phút cơ. Nó chỉ ghi âm lại được cái âm thanh của tôi thôi, chứ còn lại cái màn hình, cái lúc quay lại màn hình ấy, nó không có quay được cái màn hình anh em ạ. Khá là phí. Thế nên là cuối tập 2 thì anh em mới thấy là tôi còn chưa có chào anh em cái mà nó đã hết tập rồi đấy. Rất là buồn anh em nhỉ. Ok, thì đáng ra là tôi tính là trong tập 2 đây là tôi đi luôn cái mai shop này cơ, đi luôn cho xong cơ. Nhưng mà bởi vì là lúc ấy bị lỗi rồi nên là tập này chúng ta sẽ đi cái mai shop anh em ạ. Đi xong sau đó chúng ta sẽ lên và chúng ta xây cái máy farm mía nhá. Ok các em ạ, thì đây thì là hôm trước ấy là lúc ấy là tôi đã nghỉ cái lúc mà tôi gặp thằng phù thủy và tôi gặp con creeper này đấy, thì anh em có thể nghe thấy tiếng con phù thủy cười đấy, khá là ghê các em ạ. Tôi nghĩ chắc là tôi đã xử con phù thủy. Ok các bạn, trước khi vào video thì anh em hãy like và subscribe tôi với nhá, nó free mà nhưng mà nó rất là có ý nghĩa đối với tôi các em ạ. Cực kỳ cảm ơn anh em luôn. Ok, con phù thủy là nó ở trong chỗ này này, kệ ở đây các em ạ. Từ từ đã, tôi đi thêm một đoạn nữa làm sao ra các em ạ. Xung quanh đây cũng không có gì nhỉ, có đường ray các em ạ. Thực ra là anh em có thể thấy là cái cuốc sắt của mình nó sắp hỏng rồi, nên là tôi nghĩ là chúng ta nên làm một cái cuốc đá, chứ không thì nó hỏng cuốc sắt là lấy lắm. Bởi vì gậy tôi đâu rồi, bởi vì là anh em mà đào đường ray ấy, là anh em tốn rất là nhiều cái độ bền anh em ạ. Thế nên là dùng cuốc bạc đào phí lắm. Đấy. Ok. Tôi phun đồ luôn này. Từ từ tôi vứt tí đồ anh em ạ. Có cái gì vứt được không ta? Phun nhỏ. Thôi rồi, cứ vứt tạm cái. Cũng khá phun rồi. Tôi vứt cái đuốc ở đây đi này. Cái đường ray cảm biến này thì cũng không cần cho lắm này. Tôi vứt cái thuốc súng ấy đi. À, hiện tại tôi vứt vài cái như vậy anh em ạ. Rồi. Tôi đi xuống tôi nhìn xem. Ôi rồi các bạn, tôi không biết con phù thủy đâu, con phù thủy là nó xung quanh đây các em nhá. Creeper kìa, ui rồi ôi, nói kìa ui rồi mày ném lại ui, chết cha tôi rồi các bạn, ăn độc của nó rồi. À, ăn độc của con này nó hơi bị thốn anh em nhá. À, 10 giây rồi, may quá. Thì cái bọn witch, bọn pháp sư ấy, chúng nó, cái độc của bọn nó là nó rất là thốn anh em ạ. Nó sẽ cứ bị làm mình mất máu vậy và nó sẽ không có bị ảnh hưởng với giáp của mình nhá. Giáp của mình dù là có khỏe nhưng mà ăn độc của nó sẽ vẫn mất khá là nhiều máu anh em ạ. Xương thì vứt đi. À đây. Tôi vứt cái glowstone đi, cái bột sáng ấy không cần đâu. Mình có đào được bạc không ta? Mình còn chỗ để cầm bạc không? Mình không còn chỗ để cầm bạc luôn à? Rồi cái vậy vứt thêm đất đi nhỉ? Rồi. Mà tôi nhớ là trước là tôi có nhiều cái ô đựng bạc mà ta. Tôi nhớ là tôi có nhiều khối bạc mà ta. Tôi xem thử nào. Tôi full 64 bạc rồi, tôi xem 8 bạc cái nào, ok. Full bạc rồi. Rồi. Thì là trong cái buổi hôm trước anh em nhá, thì trong cái tập 2 mà nó bị hỏng hôm trước anh em ạ, là tôi tìm thấy một chỗ spawn nhện đấy anh em ạ. Nhưng mà thốn một cái là sao anh em biết đâu. Đó là con creeper nó đứng ngay cạnh đấy anh em ạ, và nó nổ hỏng luôn cái phòng spawn nhện của tôi rồi. Khá là buồn. Ở cái đoạn đấy các em ạ, khá là buồn. Cố gắng để đi thêm một đoạn nữa để tìm thử xem là có tìm được một cái điểm spawn nhện khác không anh em ạ. Mong là có nhở. Nhưng mà có mà mình mà làm được máy spam nhện là cũng ngon lắm anh em. Vì chúng ta có thể farm tơ nhện. Mình farm một tơ nhện là sau này là mình cũng đi đổi đồ với anh làm gậy ấy. Ui tốt lắm anh em ạ. Cố gắng. Ngõ cụt nhở. Có vẻ là tôi đi cũng sắp hết cái mineshaft rồi đấy. Tôi thấy đợt này đi cũng toàn gặp ngõ cụt. Ui có zombie này.
Rồi ôi. Chào hai anh. Chào hai anh. Em chào, em chào, em chào. Ơ. Ô. Không hiểu sao chúng nó không đi được anh em ạ. À, hình như chúng nó, hình như là bọn này nó lập trình là nó không được, là nó không đi lên được trên cái đường ray sao anh em ạ. Rồi ôi, chào anh. Ủa. Được ấy. Ô, được ấy. Ô. À, chúng nó. Rồi, đằng nào nó phải chết thôi anh em ạ. Rồi. Full đồ mà không nhặt được thì zombie luôn anh ạ. Chả cần đâu nhỉ. Ôi dồi, full đồ mà không nhặt được ở đường ray luôn này. Vứt cái hàng rào đi, cần quá hàng rào. Rồi. Úi dồi. 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 Ôi từ 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 từ. Nổ chết nó nhẹ đi. Ôi được, hay quá. Hay quá Creeper ơi. Ôi. Tôi bị dồn vào đường cụt mà tôi cứ nghĩ là tôi sẽ chết anh em ạ. Ui. Tôi có chút spawn nhẹ rồi anh ạ. Tôi cắm đuốc đã. Đuốc vào. Đuốc vào rồi. Rồi 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 rồi. Có Creeper nào ở đây không? Không có anh em ạ. Nhanh 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 nhanh. Phá nhanh các cái này đi anh em ạ. Rồi 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 rồi. Đặt một cái ở trên này cho nó không spawn này. Rồi rồi rồi. Úi dồi ôi. Ngon quá. Rồi ôi. Thế mà trong cái lúc mà offline, mà cái lúc mà tôi chuẩn bị làm tập 3, là tôi đã cứ tính là tôi sẽ chạy lên trên bằng tất để tôi farm xương tí đấy anh em. Để tôi đi vào cái chỗ farm skeleton ấy, chỗ farm xương. Thế nhưng mà may là tôi quyết định là tôi đi Minecraft tiếp anh em. Ui, ngon quá. Đấy, để tôi đánh dấu cái vị trí lại anh em ạ. Được quá nhở. Ngon 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 anh em ơi. Được rồi, tôi đã đào thêm một chút bạc nữa anh em ạ. Rồi, vậy là đủ ở đây các bạn. Chúng ta đi cái Minecraft mình tìm được cái chỗ spawn nữa là ngon rồi đấy. Hợp lý rồi các bạn. Tôi nghĩ là chúng ta phải đi lên được rồi đây các bạn. Con nào? Con nhện anh ạ. À thì nếu không, thì hình như là buổi trước. Ủa chứ từ 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 từ. Ôi. Thì nếu mà buổi trước theo tôi nhớ thì là cái lúc mà tôi gặp con nhện này là lúc ấy là cái phần ghi âm thì cái phần ghi màn hình nó cũng bị hỏng anh em ạ. À, thì là trong Minecraft là nó có hai bọn nhện anh em nhá. Nhưng mà đa phần chủ yếu ấy là sẽ là bọn nhện to. Đó. Còn cái bọn nhện nhỏ mà nó màu xanh mà anh em vừa nhìn thấy ấy. Đó. Là bọn nhện độc ấy các bạn. Bọn nhện đấy là bọn nhện trong hang động nhá. Là cái bọn nhện đấy là nó sẽ làm cho mình. Cái gì ấy? À. Nó là tiếng con zombie hả? Đấy thì các bọn nhện đấy chúng nó sẽ làm cho mình bị độc anh em ạ. Và nó nhỏ nên là mình chém được vào nó là nó khá là khó. Đó. Và cái chỗ spawn này cũng là chỗ spawn nhện độc anh em nhá. Rồi anh em ạ. Đấy xong rồi. Bây giờ tôi sẽ ấy mấy cái đi tí nào. Rồi. Xong rồi chúng ta xây thẳng đường lên bên trên luôn anh em ạ. Đó. Đây tôi phá thêm một chút này nữa đi anh em ạ. Bây giờ mà muốn xây thẳng. Á chà, bị hỏng mất đấy rồi. À, được rồi, tôi craft thêm một cái mới nè. Craft đồ đá thôi anh em ạ. À, đồ tôi hơi yếu quá. Đá đâu ta? Đây. Rồi. À, phá vậy vậy chỗ này ra cho thoáng anh em ạ. Đấy. Xong rồi chúng ta sẽ làm đường đi lên ở chỗ này anh em ạ. Chúng ta không nên làm gần ở chỗ kia đâu, bởi vì sau này chỗ kia là mình làm máy farm mà. À. Chỗ này cũng hơi nguy hiểm nhỉ, để tôi lấp chỗ này lại anh em ạ. Lấp lại cho nó an toàn. Đây tôi lấy đá tôi lấp nó lại. Rồi. Đây nữa. Rồi. Đuốc thì cắm cho đẹp đẹp tí nào. Rồi. Đây đây đây. Tôi sẽ làm chỗ lên của tôi ở chỗ này đi. Đấy. Ở chỗ góc này đẹp luôn đấy các bạn. Đấy, hợp lý luôn nhỉ. Yeah. À. Rồi, đây. À. Đây sẽ là cái đường mà mình đi lên đây các bạn. Thì bây giờ là craft table đây rồi. À, chúng ta sẽ làm rất là nhiều thang các bạn.
49 cái à, làm thang thôi. 21 cái tôi nghĩ chắc chưa đủ đâu, nhưng mà chúng ta cũng tạm được để xem thử tầng bao nhiêu nhỉ. Ôi tầng 31 rồi, tầng 31 chắc phải tầm 30 cái, tầng 30 cái thì mới lên được tầng 61 mà nhỉ. Nó vậy chưa đủ rồi, nó vậy có vẻ là tôi hơi thiếu à. Ok, nó vậy chắc là tôi sẽ chặt thêm một chút gỗ ở đây các bạn, để tôi làm cái gậy, làm cái gậy rồi tôi còn làm cái thang nữa, tôi làm thêm thang cho nó an toàn đấy các bạn. Chốc mà đi lên mà thiếu thì mình lại phải đi xuống nó lâu ấy nhỉ. Đấy, cố gắng. Đấy, cố gắng lên thêm luôn. Rồi tôi lấy tí bạc ở đây, sắt ở đây nè. Đấy, ngon quá. Tôi tính là... Ô, cái gì ấy, cái gì ấy. Tôi nghe tiếng nhện đi các bạn. Tôi đang có dự tính là có thể sang tập sau chúng ta sẽ xây máy farm sắt anh em nhá. Ấy rồi ôi, có máy farm sắt là ngon lắm anh em ạ. Nhưng mà tôi cũng không biết nhá, tôi cũng chưa chắc nhá, nên là tôi chỉ tính thôi. À, nếu mà tập sau mà suôn sẻ, tập sau chúng ta xây máy farm sắt. Rồi à, nào làm gậy nào. Đấy, 36 đủ ở đây các bạn, chắc chắn là đủ luôn rồi. Xây lên thôi. Đấy, cái đảo này sau đó mình bắc thang lên, bắc thang lên hỏi ông trời nhá. Thì đấy, thì khi mà anh em đi lên này thì anh em đào một cục ở bên cạnh này. À, sau em cắm cái đuốc vào. Đấy, sau anh em lại tiếp tục đào lên. Đấy, cái này là cách mà tôi hay làm anh em ạ. Khá là ngon nhỉ. Yeah. À, ui ạ. Ui ạ. Ui ạ. Ui ạ. À, ok, anh em đợi tí để tôi đi lên cho bắn đất nhá. Ui dồi ôi, chết cha rồi. Tôi bị cắt đèo rồi các bạn. Tôi đang đi lên thì đấy, tôi vừa đào lên cái rồi bắt đầu cắt nó chảy xuống cái đèo tôi các bạn. Tôi lên cho bắn đất rồi. Ui, nước ngon quá anh em ơi. Rồi đấy, mày mình vẫn còn sống sót đây các bạn. Rồi đi lên thôi, quá ngon anh em ạ. Nhưng mà buổi hôm nay chúng ta chưa có xây được luôn cái máy farm nhện đâu anh em ạ, bởi vì tôi bởi vì thật là tôi chưa có biết xây thế nào. Vậy nên là chúng ta phải tạm thời phải để buổi sau anh em ạ. Đó, bây giờ có cách nào tôi đánh dấu cái này không ta? À, đây có cái đuốc đi nhỉ, cắm đuốc vào đây. Rồi mà cái nhà mình đâu ta? Tôi ở chỗ này, cái nhà mình đâu ta? À đây 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 đây, ngon quá. Để tôi chụp cái định vị lại làm sao nào. Ok rồi anh ạ, đi về nhà ngủ thôi, đi về nhà đi ngủ thôi. Ủa zombie. Thôi đi về thôi, đi về thôi, về thôi. Đấy. Đấy, home home hả? Tốt quá. Ok các em ạ, thì tôi đã dọn được chút đồ rồi. À, tôi đã dọn được khá khá đồ và tôi cũng đã nung được khá khá mấy cái khoáng lên rồi anh các bạn. Thì bây giờ thì vừa nãy tôi vừa mới lên và tôi xem lại về cái máy farm mía anh em ạ. Thì là chúng ta bị thiếu mất một cái đồ anh em ạ. Đó là một cái, đó là cái khoáng trắng ở trong địa ngục ấy. À, bây giờ phải xuống địa ngục để lấy khoáng trắng anh em ạ. Nhưng mà tôi không có cái đá hắc diện thạch. Vậy nên là bây giờ tôi sẽ phải đi tìm lava để tôi làm cái cổng địa ngục đã anh em ạ. À, thì xung quanh đây cũng không có hồ lava mà, nên là bây giờ tôi sẽ làm cực kỳ nhiều xô anh em ạ. Và tôi xuống tôi tìm cái hồ lava và tôi múc lava lên. À, tôi múc lava lên đây và tôi làm cổng địa ngục trên này anh em ạ. Ok, thì một cái cổng địa ngục là mình cần 10 cục hắc diện thạch nhỉ. Như vậy là mình cần là 10 cái xô đấy anh em ạ. Là 10 cái xô đấy. Ui dồi ôi, tốn nhá. Được rồi, nào 13 cái này, 3 cái vào đây này, à các bạn đây nè. Rồi 10 cái xô anh em ạ. Đâu, mình chỉ cần 9 cái thôi anh em nhở. Đúng rồi, bởi vì là mình có một cái của mình rồi, 9 cái rồi anh em ạ. Rồi tôi đi ngủ cái, sau tôi xuống và tôi múc nước ở dưới kia anh em ạ. Nhưng mà trước tiên tôi cũng phải đổ cái nước ở trên đi đã anh em ạ. Tôi phải đổ cái nước của tôi đã. Rồi rồi anh em, mình đi ngủ thôi nhở. Đấy, đi ngủ thôi. Rồi. Ok các em ạ.
chúng ta cùng đi xuống để đi tìm cái lava các bạn. Sau đó thì tôi sẽ làm cổng địa ngục. Đây anh em, thì tôi đã lại quay trở lại cái đường hồi trước của tôi đi đây. Đấy, đây chính là cái đường trước mà tôi đã đi đấy. Đó, thì tôi nhớ là cái đường này nó có một cái hồ lava ở đâu ấy. Để tôi đi tìm thử anh em ạ. Thì anh em có nhớ không? Trước là mình có gặp đấy. Mà không, mà tôi không nhớ rõ là nó ở chỗ nào lắm. À, đây này, đây này. Ui, ngon quá, ngay gần luôn. Ui, tốt quá anh em ơi. 10 cái xô. Múc nào. 1, 2, 3, 4, 5. Múc hết cả cái hồ ấy luôn anh em ơi. Ái chà, full luôn rồi. Đủ ở đây các bạn. Ok, mình đi lên thôi. Đấy. Mà tôi còn chưa xây cái đường. Mình đi đường nào nhỉ? Đây đúng không? Mình đi đường này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mà tôi còn chưa xây cái đường bậc thang để mình đi lên cho nhanh. À đó, trước là hai em mèo là hai em còn xuống xuống xem tôi đi hầm mỏ anh các bạn. Hai em mèo khá là hóng hớt. Đây này, cái mèo trắng ở đây. Thật ra là mình nên xây cái bậc thang ở đây các bạn, chứ là mình mà cứ chạy cái này là mình cực kỳ tốn đồ ăn anh em ạ. Đó, anh có phải thấy là đồ ăn của tôi tốn khá là nhanh. Lên thôi mèo ơi, lên thôi. Rồi, tôi sẽ xây cổng địa ngục ở bên ngoài cho thoáng anh em ạ. Đóng cái này vào cho các anh dân để các anh không có phá. Mình xây ở đâu ta? Tôi nghĩ là xây ở ngoài đi nhỉ. Yeah. Xây ở ngoài cho nó đẹp chứ đúng không? Rồi, đây, đây đi. Được rồi anh em ạ, thì đầu tiên là tôi cần phải đào một ô này. Đấy, xong mình đặt tạm cái cục lava vào đây. Đó, xong mình dùng để mình múc xô nước chứ. Đấy, bị vướng cột rồi nhỉ. Đây đây đây. À, tôi ở chỗ này được à. Từ từ anh ạ, tôi đặt vào đây để tôi chặn cái nước ở trong nó không có chảy vào cục lava ấy các bạn. Rồi, thì bây giờ muốn làm ấy thì chúng ta sẽ làm cái này anh em ạ. 1 này, 2 này, 3 này. À, xong chúng ta sẽ đặt từng cái một vào đây này. À, đây. Này. Đấy, xong lại này. À, quá ngon anh em ạ. À, đấy, mình trả cục cát lại vị trí cũ. Ok, à, xong cái cổng ở đây tôi phá cái đằng sau đi cho bớt xấu cảnh quan nào. Rồi, đấy, vào cho địa ngục tìm cái loại khoáng ấy thôi anh em ạ. Cái flint nhỉ, bây giờ tôi cần làm cái flint đấy các bạn, tôi cần làm cái đánh lửa nữa. Quên chưa làm, quên mất chưa làm cái đánh lửa nữa. Đâu rồi cái đánh lửa, đâu rồi? À, tôi có sỏi không? Tôi không có sỏi à? Chị chào, tôi không có sỏi rồi anh em ơi. Ái chà. Ok, thì nếu mà không có sỏi ấy, anh em ạ, thì anh em có thể bật được cái cổng này bằng một cách rất là hay anh em ạ. Đây, đây, cách rất là hay. Cái nhà trước của tôi đâu? À, đúng rồi, cái nhà trước này của tôi là tôi còn đây này, này cái nhà của anh dân này là còn đồ mà tôi còn chưa lấy này hả? Khá là nhiều đồ. Đấy, khá là nhiều đồ anh em ạ. Đây các bạn, thì anh em phải dùng cái này nhá. Đấy, anh múc lava này. Đó, sau anh em đốt một cái cục gỗ ở bên cạnh nó. Theo tôi nhớ là anh em đốt cái này này. Ơ, nào, hãy cháy đi nào, cháy đi nào. Ôi mèo, ôi mèo, ôi cháy, cháy cái mèo. Nào, lửa, hãy bén vào cái cục này, lửa, lửa ơi. Ơ, cháy vào cái cổng đi. Ơ, lạ nhở, vì sao mà tôi thấy mấy anh streamer thì mấy anh làm được cái này cơ mà. Ơ, lạ ta. Sao lạ ta. Ơ, cháy vào cổng đi. Trời. Ơ, ôi anh em ơi, tôi dạy vậy anh em ơi. Dạ vậy các ơi. Fail. Quá fail. Đây game, thế game có thể thấy là tôi rất là fail và tôi đã phải ra chỗ gần gần sông để tôi tìm gravel anh em ạ. Sỏi đấy.
À, ôi ngon quá, có luôn rồi. Đấy, là vào làm đá lửa thôi các bạn. Nào, xuống làm đá lửa thôi. Quái nào mà tôi xem trên mạng tôi thấy họ làm được vậy mà ta. Tôi thấy họ mở lấy cổng nó bằng cách đấy mà ta. Chả hiểu sao cái số tôi xui của gì ấy các bạn. Đấy, chúng ta làm đá lửa chúng ta chỉ cần cái này thôi này. Đấy, xong rồi. Thế mình đi vào thôi các bạn. Vào trong địa ngục thôi. Mở cổng lên. Rồi. Cầu mong là nó cho mình ở cái chỗ nào đó nó an toàn đấy các bạn. Tôi cần 5 cái để tôi làm được một cái máy farm. 5 cái khoáng màu trắng ấy. Đâu ta? Xung quanh đây có không? Có kìa, có kìa. Số tôi hơi xui nhỉ, tôi không có ở cạnh một cái fortress nào hết đây các bạn. Ủa chết cha, tôi quên rồi. Chết cha rồi. Mình vào trong địa ngục thì mình phải mặc đồ vàng chứ. Nhưng mà không sao các bạn, có vẻ là tôi thấy xung quanh cũng không có cái bọn không có bọn piglin đâu nhỉ. Cũng an toàn đấy, đây này. Đấy, đây chính là cái khoáng mà tôi nhắc tới này. Đấy, mình cần vậy đủ đây các bạn. Đấy, đi về thôi. Hôm nay không phải là ngày đi địa ngục anh em nhỉ. Đấy. À ok các em. Tôi vừa mới chỉnh lại cái phần mềm quay màn hình của tôi các em ạ. Không hiểu dần nó bị làm sao ấy. Anh em ạ. Tôi thấy nó có vẻ hoạt động ổn áp rồi đây các em ạ. Rồi anh em ạ, thì tôi đã quay trở lại từ địa ngục ở đây đấy. Tôi vừa mới lấy xong rồi, tôi mất 5 phút để tôi chỉnh lại ấy. Tắt đi bật lại cái phần mềm đấy anh em ạ. Tắt đi bật lại vài lần, khởi động lại cho nó khỏe. Rồi. Ok các bạn, thì vừa nãy cái lúc mà tôi chạy về ấy, chẳng may tôi quăng cái kiếm của tôi cái nó vào trong lava các bạn. Mất cái kiếm luôn rồi. Đây tôi phải craft cái kiếm khác anh em ạ. Khổ lắm, chả hiểu đi đứng kiểu gì. Đâu rồi? Gậy gỗ của tôi đâu nhỉ? Ơ? Tôi không có gỗ luôn à? Sao nhà nghèo này? Không có gỗ luôn anh em ạ. Ơ mà tôi nhớ là vừa nãy là tôi có gỗ mà ta. Lại vậy? Kỳ lạ. Thì zombie này. Nhặt tí anh em ạ. Lạ thật. Đây, chắc là tôi để gỗ này đây các bạn. Có không? Không có à? Không có, tôi phải làm tôi phải chặt tí cây các bạn. Ok anh em ạ. Đấy, mình đã chặt tí cây và sau đó chúng ta cùng xây máy farm anh em nhá. Đấy. Đấy. Xây ra cái máy farm mía nhỉ. Rồi, chặt vậy thôi. Nào chặt nốt anh em ạ. Cây to quá. Cây to quá, chặt vậy thôi. Đủ rồi. Cây chịu khó đợi các bạn. Đóng cái cửa cho an toàn anh em ạ, chứ không creeper xuống nó thăm mình đấy. Lạ thật, sao tôi lại mất được gỗ ta. Rồi. Nào ta làm gậy này. Đấy, làm tí gậy xong làm cái kiếm. Cái kiếm làm nào ta. Đây. Đây đúng không? Đấy, rồi kiếm. Ok game. Đấy. Cất đồ đi. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm ấy nhá. Cùng làm cái máy farm các bạn. Thì đây, muốn làm cái máy farm mẹ chúng ta phải làm được cái giám sát. À, khối theo dõi. Á chà. Và tên của nó là khối theo dõi các bạn. Đó, sẽ làm 5 cái khối theo dõi các bạn. Ơ, đây. Đó, 5 cái thì 5 cái là mình cần có redstone này. Redstone và đá cuội này. Đó, rồi. Thực ra mình có thể làm nhiều hơn đấy các bạn, nhưng mà trước tiên cứ làm 5 cái đã nhỉ. Đó, 5 cái này. Xong mình cần làm cái phễu nữa. Đó, phễu là mình cần cũng 5 cái luôn. 2 cái phễu thôi. Nhà mình nghèo anh em ạ, phải biết tiết kiệm. Đấy. 2 cái, 1, 2. Rồi, 2 cái là đủ anh em ạ. Thực ra 1 cái là đủ ấy không? Ok các bạn, rồi. Chúng ta cùng làm thôi. À, chúng ta cần làm thêm cái đường ray nữa. Cái đường ray tăng tốc anh ạ, và đường ray bình thường đây. Cái đường ray bình thường của mình có ở đây. Đó, cái đường ray tăng tốc là mình cần đâu ta? Ray. Ơ. Đây, ở trên này. Ray. Đấy, đường ray tăng tốc là mình cần thế cũng easy nhỉ. Thế cũng không ấy lắm. Ray. Mình cần 2 cái. À,
Mình cần hai cái rồi thì mình ấn nó vào được. À, hai cái là được rồi anh em ạ. Xong mình cần thêm đó. Thì trước tiên là cứ như này đã anh em ạ. Đấy, trước tiên cứ như thế này đã. Rồi. Trước tiên cứ như này đã. Đó, bên chúng ta sẽ cùng làm anh em ạ. Thì phải làm cho nó lơ lửng ở bên trên anh em nhá. Làm cho nó lơ lửng ở bên trên à. Còn cần cả đất nữa anh em ạ. Cần đất nữa. Để mình trồng mía ấy chứ. Dạ. Đất đâu? Có 4 đất rồi à? Có mía không này không? Không có mía à? À. Thôi, đi lấy mía ở bên ngoài đi. Hình như là tôi nhớ là trong này tôi có mía này. Trong cái rương này của tôi là tôi có mía này. À, đây, rồi ngon. Rồi. Ok ở đây các ạ. À, chúng ta sẽ làm ở đây đi. À, chúng ta sẽ làm máy farm mía ở đây đi nhỉ. Farm mía ở đây đi à. Tôi sẽ cao lên một tí này. À 1 2 3 rồi này. 4 này, 5 đi nhỉ. Sau đó thì chúng ta sẽ xây dùng đất anh em ạ, xây mở rộng nó ra. 1 2 3 3 4 5 đó. Xong chúng ta sẽ đấy làm cái này, đó, mình làm xây cái vền của nó lại. Đó. Nhưng mà cái bên dưới này anh em ạ, thì cái bên dưới này thì mình sẽ phải xây cái này nhá. À thì mình sẽ xây nó thấp xuống một bậc. Đó. Thấp xuống một cái đó. Và ở đây là mình sẽ cao lên. À, ui ôi, chào em. Rồi ôi mèo. Đấy, xây cái này các bạn. Ê, đừng tránh ra em ơi. Ui dồi ôi, con mèo hất tôi xuống ấy các bạn. Láo thật. Tao bố láo ấy các bạn. Đấy, cho ăn cho học xong cái cùng như vậy đấy. Tránh ra em ơi. Cho anh xây em ơi. Rồi. Anh em yên tâm là mèo nó không đau đâu, bởi vì là mèo nó rơi trên cao giữa không đau mà. À, bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy nước và múc để lên trên đấy anh em ạ. Đây tôi có mấy cái xô luôn đây. À, tôi múc một chút. Rồi. Đấy, bởi vì là cái mía thì nó phải được trồng ở cạnh nước mà thì nó mới hoạt động được. À, thế nên là tôi sẽ phải để nước ở đây. Một cái ở đây này. Xong một cái ở đây này, xong múc ở đây để vào đây. À, hợp lý luôn. Rồi. Đấy, ui giời ơi. Vì sao mà tôi trông mía này nó hơi vàng vàng đi đúng không? Thì bình thường có xanh mà. Hình như là do nó ở vùng sa mạc ấy các bạn, nên là nó hơi bị vàng 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 đi. Hay vậy? Ờ. Cái này là một cái tương tác khá là hay. Rồi anh em ạ, sau khi mình cái này rồi nhá, thì mình cái thế này này, mình sẽ xây lên này. À đúng rồi, mình còn cần cả cái piston đẩy nữa. Tôi xuống cho là cái piston đẩy anh em ạ. À, chúng ta sẽ cần thêm cái piston đẩy nữa. Piston. À, piston là mình cần làm ấy nhỉ? Piston là mình cần gỗ. Để tôi chặt tí gỗ anh ạ, hết gỗ rồi. Ok anh em ạ, tôi chặt được gỗ ở đây anh em ạ. Nó bây giờ tôi sẽ làm xem cái piston em nào. Pit. Lạ ta, tôi chưa làm được cái piston à? À đây, piston đây. Rồi ôi. Game rất là hài các bạn, tôi đánh chữ pit rồi. Tôi đánh chữ pit rồi mà nó không ra cái chữ piston của tôi kìa. Mà nó bắt tôi phải thêm dấu sắc thì nó mới ra chứ. Ok, chúng ta sẽ lấy thêm đá này. À, đá và bạc ok, tôi cũng có đá mà. À gỗ gỗ ok, tôi cần gỗ là được. À, tôi sẽ làm tí gỗ. Rồi. Nào được cái piston này. À 5 cái các bạn. Đấy, 5 cái rồi. Đấy, đủ ở đây các bạn, mình đi lên mình xây thôi. Sắp tối rồi nhỉ? Sắp tối rồi nhỉ? Tôi, thực ra cái máy farm này đơn giản nha. Tôi nghĩ là xây xong cái là mình đi ngủ là vừa đấy. Nó cũng đơn giản lắm. Ủa ơi. Nào đi lên nào. Đúng rồi. Ô. Khổ thân anh Golem. Cứ lang thang ở bên ngoài. Đó, đã để cái này các bạn. Đây các bạn. Phải để cái này mới đúng này. Tôi nhầm đấy. Để cái này mới đúng này. Tối tôi đi ngủ cái các bạn, chứ không phantom ra đấy. Ui giời. Rồi. Đi ngủ cái đã. Đi ngủ cái phải ngủ đúng. Phải ngủ đúng giờ anh em ạ. Đấy. Phải ngủ đúng giờ nó mới khỏe mạnh được. Nó mới healthy đúng không. Rồi. Nhìn đi anh cô lợm ạ. Anh nhìn đi. Rồi. Ok các bạn ấy. Tôi đã xây được rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ dùng đến cái
bàn theo dõi đúng không? Cái đấy nó gọi là cái máy theo dõi hay cái bàn theo dõi gì ấy. Chúng ta sẽ cần có một cục ở đây này. Đi lên này này. Đi lên này này. Xong chúng ta sẽ đặt cái máy theo dõi ở đằng sau anh em ạ. À, đặt cái này này. Ủa ôi. Nhầm rồi. Phải đặt nó ngang ra cơ anh em ạ. Đây này, mình phải đặt nó ngang cái này này. Úi dồi ôi, zombie. À, ta đặt cái này. À. Đấy. Đấy. Đấy, theo như tôi nhớ là như vậy các bạn. Tôi mong là tôi nhớ đúng đấy, sau đó chúng ta đặt cái này thôi. Đó, xong rồi đấy các bạn. Úi dồi ôi. Ôi anh Golem cố lên. Ôi ôi. Trời ơi, Golem của tôi. Con chó zombie. Mày phải trả giá. Chết ngay các bạn, tôi cho nó một phát bổ vào đầu các bạn, tôi cho nó một bổ vào đầu chết ngay. Mất dạy. Ok các bạn, thì theo như lý thuyết mà tôi học được trên YouTube ấy, đó là khi mà cái mía này nó cao lên đến cái mức này thì là những cái máy này ok các em. Ok các em, thì hiện tại là tôi đang ở giang động và đang đào một chút redstone anh em ạ. Bởi vì là tôi hết redstone để tôi xây mất rồi. À, chúng ta đã đào một chút anh em ạ, và chúng ta có thể lên. Ủa, từ từ nào. Và chúng ta có thể lên để chúng ta hoàn thành được nốt cái ấy rồi. Rồi, rồi được rồi anh ạ. Bây giờ tôi đi lên là được. À, thì vừa nãy trong cái lúc mà tôi à đây mình đi được, mình lên đây. Đúng rồi. Vừa nãy trong cái lúc mà tôi xây ấy các bạn, tôi mới nhận ra là hình như mình xây có sai. Thì tôi mới mở lại cái video tôi xem thử có vẻ là đúng hay sai thật đấy các bạn. Thì tôi mới chỉnh lại rồi anh em ạ. À, chúng ta cần thêm chút resto là được. À, tôi nghĩ là bằng resto là đủ rồi anh em ạ. À, chúng ta sẽ cần hai cái cục redstone to. Đây là hai cái block này. À, rồi thì có 8 cái, có 8 cái ok đủ ở đây các bạn, đủ. Ôi tôi mừng quá. Ôi tôi rừng mừng rất nước mắt đây các bạn. Vứt thịt zombie đi. Rồi. Đi lên thôi các bạn. Đi lên mèo ơi. Đi lên ơi. Rồi các bé, tôi lên rồi đây. Rồi. À, để tôi xây lên này. Đây này. Thì vừa nãy mình không phải là đặt cái piston ở đằng sau nhá, mà mình đặt nó ở trước cái này. Mình chắn cái nước ở lại này. Đó, trời ơi. Đầu óc bã đậu của tôi các bạn. Đấy, chắn cái nước ở lại. Nào, phá mấy cái mía này đi, vướng víu. Đấy, sau đó mình sẽ dùng cái piston. Đấy, đặt vào đây này. Đặt. Đấy, đặt thế này. À. Xong rồi mình sẽ qua đằng sau này. À, qua đằng sau và mình đặt lên này. Đặt cái observer khối theo dõi đấy. Ủa ôi. Trời ơi. Hậu đậu quá anh em ơi. Rồi. Đi lên thôi. Cẩn thận anh em ạ, ngồi xuống cho an toàn. Đấy. Rồi thì mình phải xây ngang qua luôn anh em ạ. Rồi mình phải xây cái đất để ngang qua luôn để chốc nữa mình đặt redstone luôn. À. Ok. À, xong đặt redstone vào này. À. Đấy, hợp lý luôn đấy các bạn. Đây, thì nếu mà kia mía mà nó mà cao lên đúng đến cái mức của cái máy theo dõi này, tất cả những cái piston này thì sẽ đẩy lên anh em nhé. Đây này. À. Đấy. À, đây này. Đấy. Khá là hay đúng không anh em? Đấy, cái đấy là cái máy farm tự động đây các bạn, tự động farm luôn nhá. Đấy, khá là hay. Thì cái khối nước đâu ta? Đây này, cái khối nước cái này. Thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ phải xây thêm một cái hệ thống nữa anh em ạ. Đó là hệ thống đường ray anh em ạ. Đây, hệ thống đường ray thì mình sẽ phá khối nước này đi. Đặt cái khối vào này. À. Phá cái khối ở bên dưới nước này đi à. Đây này, khối này. À, xong đặt cái nước vào. Đặt cái cục redstone vào. À. Phá cái này đi. Rồi. Rồi anh em ạ. Đấy, đặt cái đấy vào. Bây giờ là mình đặt cái đường ray này. Đặt cái đường ray à. Tôi lên tôi nhòm thử xem nào. Nó hất vào đây vậy.
À, đặt cái đường ray đây các bạn. Nếu mà theo như tôi nhớ các bạn ơi, theo như tôi nhớ và tôi mong là tôi nhớ đúng, làm ơn anh các bạn, làm ơn cầu mong cái game ấy, làm ơn anh các bạn, hãy hoạt động anh các bạn. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ xây bằng cái hopper luôn, cái phễu luôn anh các bạn. Nhưng mà tối anh ạ, ngủ đã đi, ngủ đã đi, ngủ đã cho an toàn, ghê lắm, ngủ đã rồi đi ngủ cái. Ủa ôi, tôi xuống với mấy anh dân này tôi thích lắm anh các bạn, thích. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống ở nông dân ấy, sáng đi gặt lúa tối về ngủ, chứ mà tôi không có muốn xây máy mủng cái thứ gì đâu. Ờ à, xây máy này là mục đích là cũng chỉ để chết với mấy anh thôi ha. Đấy, cũng chỉ để trao đổi với mấy anh thôi. Chúng ta đã xây cái này này, à chấm nó vào đây này, đấy một cục vào đây này, à vào đây, đây vào đây, à sắp xong rồi đấy. Sau mình đào một cục vào đây đi, mình lấy cái hopper cho vào anh em ạ. Hopper mình nhát vào. Cái rương của tôi đâu rồi, cái rương của tôi đây rồi. À, đặt một cục ở đây này, đặt một cục ở đây à. Không 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 không, đặt cái rương ra, một cái rương thôi anh em ạ, hai cái rương đi cho nó ngầu nhờ. Đấy, xong mình phá một cục ở đây đi này. Đấy, mình đặt cái hopper vào đây, đặt hopper như vậy để cho nó chiếu vào cái rương ấy. Đó, chiếu vào cái rương. Đấy, vậy đủ anh em ạ, một cái đủ mà đúng không. Xong anh em đặt cái đường ray ở đây này. Đấy, xong anh em lấy cái đường ray bình thường, em nối nốt cái chỗ này lại anh em ạ. Đấy, ngồi xuống ấy, ngồi xuống nhảy lên đặt rồi. Rồi, xong anh em cần có thêm cái mai cát nữa, cái xe đẩy đấy, ái chà, thịt thỏ này, à không, cái này là thịt đấy mà, thịt gà mà, cái quái nào mà thịt gà thì nó lại cứ vương vãi ở xung quanh nhà tôi nhở, sao mà gà nó cứ chết ở nhà tôi nhở, đây này, đấy, không hiểu sao thỉnh thoảng người thì thỏ nó cũng chết ở nhà tôi luôn, lạ nhở. Cái mai cát của tôi đâu rồi, đây rồi, cái mai cát này rồi này, cái mai cát này xong, tránh ra cái anh ấy, đây, mai cát xong mình kết hợp với cái rương, đấy thì nó sẽ thành xe mỏ có rương, dịch khá là khá là thuần. Rồi, chúng ta sẽ đặt nó vào xe mỏ có rương à? Không 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 không, nhầm rồi các bạn, phá cái này ra. À, phải là xe mỏ có hopper, xe mỏ có phễu đấy, phải là cái này mới đúng anh em ạ. Nhầm. Này, cho vào, hoạt động đi cơ kìa. Đấy, nó cứ chạy như vậy các bạn. Phá cái này đi. Bây giờ tôi test máy cho anh em xem nhé. Tôi thử xem cái máy nó có hoạt động không anh em ạ. Đây, tôi làm cho anh em xem thử này. Hãy dùng nước đi lên này. Đấy, xong bây giờ nhá. Bây giờ mình cho mía đầy lên nhá. Đấy, cho mía đầy lên này. Thử xem chốc mía nó có chảy xuống bên dưới kia không. Mía đầy lên này. Rồi, mình vứt hopper vào đây đi. À đấy, đấy thì khi mình vứt vào đây này thì là cái xe mỏ dưới kia nó sẽ thu thập cái đống mía đấy, và cái đống mía đấy nó được chuyển vào cái rương này. Đấy, ôi ngon ngay các bạn, hoạt động rồi. Ôi mừng quá, vui quá anh em ơi. Rồi, để tôi xây chắn lại để cho mía nó không bị bay ra ngoài các bạn. Nào, đúng rồi, xây lên nào. Rồi, đấy, hoạt động ngon nghèo luôn anh các bạn. Thì bởi vì tôi hơi ít đồ nên là hiện tại tôi xây máy nhỏ nhỏ này thôi anh em nhá. Ừ, nhỏ nhỏ thôi. Sau này tôi... Ôi dồi, quái nào, rất là đau anh em ạ. Đó, hoạt động rồi, đấy, cứ để cái này thôi. Mình cứ đứng ở xung quanh đây là cho cái máy nó hoạt động là được anh em ạ. Đấy, ok anh em nhá. Đó. Ok các em ơi, thì tôi thấy cái máy farm mía của tôi hoạt động khá là ổn áp ở đây các em ạ. Thì buổi hôm nay thì tới đây thôi anh em nhá. Đó, sang buổi sau chúng ta sẽ cùng xây máy farm nhện anh em ạ. Đó, và tôi nghĩ là trong buổi sau tôi sẽ xây nhà anh em ạ. Đó, đã đến lúc mà chúng ta cũng cần phải có một căn nhà rồi đúng không. Đấy, chả lẽ là cứ ở dưới hầm. Nhưng mà căn nhà của tôi ấy cũng sẽ là một căn nhà mà cũng rất là đặc biệt đấy các em ạ. Ok anh em nhá. Tạm biệt anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em.
Yêu anh em rất là nhiều.